Ngày 3 tháng 3 tại xã Tân Hợp, Hội Phụ nữ huyện phát động phong trào phụ nữ Văn Yên chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên đã vận động hội viên nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng mô hình chống rác thải nhựa, tổ chức 6 buổi truyền thông về bảo vệ môi trường, qua triển khai phong trào phụ nữ Yên bái với môi trường xanh sạch đẹp, các cơ sở hội đã xây dựng được trên 250 mô hình thu gom xử lý rác thải, 30 ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, gây quỹ tiết kiệm giúp đỡ gia đình hội viên nghèo. Các cấp hội tiếp tục duy trì trồng mới các đoạn đường hoa tại các xã. Năm 2020, Hội Phụ Nữ huyện trồng mới hơn 20 km đường hoa, duy trì 802 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 92 đoạn đường phụ nữ tự quản. Thực hiện phong trào phụ nữ Văn Yên chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tập trung tuyên truyền phổ biến nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động gắn với các tiêu chí nông thôn mới, tích cực xây dựng các mô hình thu gom xử lý rác thải tại địa phương, xây dựng các hố rác công cộng, thùng đựng rác không vứt rác bừa bãi vứt chai lọ bao bì thuốc bảo vệ thực vật xuống đồng ruộng ao hồ góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương